Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141 với những thông tin an ninh an toàn pháp luật cảnh báo đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngay sau đây sẽ là phần nhật ký 141. Thưa quý vị, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo như điều tra, thì rạng sáng ngày 20 tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàng Mai phối hợp với công an phường Mai Động kiểm tra hành chính tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Mai Động. Trong căn phòng lúc này có 5 nam nữ thanh niên, gồm Trần Phương Linh sinh năm 1992, Lê Thiện Long sinh năm 1997, Hoàng Thế Huy sinh năm 1986, Bùi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002 và Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1991. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện một đĩa thủy tinh bám dính chất tinh thể màu trắng, thẻ nhựa và một ống hút bằng tờ tiền. Tiếp tục kiểm tra tại kệ tủ trong phòng ngủ, lực lượng chức năng tìm thấy một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, một chiếc bát chứa chất lỏng màu vàng. Ngoài ra, thì tổ công tác còn thu giữ được nhiều thiết bị như là loa, đèn nháy và bình kim loại. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng trong nhiều ngày. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xử lý Trần Phương Linh, Lê Thiện Long, Hoàng Thế Huy và Bùi Thị Như Quỳnh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng với Đỗ Anh Tuấn bị xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1990, trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Theo đó, khoảng 12 giờ 35 phút ngày 20 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Hoài Đức phối hợp với công an thị trấn Trạm Trôi phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Đạt có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra hành chính. Đúng như nhận định, lực lượng công an thu giữ gói giấy chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận vào trưa cùng ngày do có nhu cầu sử dụng ma túy đi từ nhà đến khu vực cổng chào huyện Hoài Đức, gặp một người đàn ông không quen biết, mua 200.000 tiền ma túy heroin mang về sử dụng. Kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội xác định số ma túy trong gói ni lông mà Đạt thả xuống đất là heroin có trọng lượng 0,281 gram. Đáng chú ý, Đạt đã có 4 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Theo các trinh sát, Đạt thường ngậm ma túy, đeo khẩu trang để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Thống kê trong 6 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ với 140 vụ và 148 đối tượng. Qua đó thu giữ hơn 1 tấn ma túy và 13.666 viên ma túy các loại. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan về công tác phòng chống ma túy, trong vòng 1 tháng tính từ ngày 16 tháng 5 đến 15 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, phát hiện và bắt giữ với 47 vụ và 36 đối tượng. Tăng vật thu được gồm 400 gram thuốc viện, 66,8 kg cần sa, 14,7 kg heroin, 306,2 kg cocaine, 30,3 kg và 4.052 viên ketamin, 172,8 kg ma túy tổng hợp cùng các loại ma túy khác. Lũy kế nửa năm đã phát hiện và bắt giữ với 140 vụ trên 148 đối tượng. Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới có nhiều chiều hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, cất giấu ngụy trang ma túy thành hàng hóa hành lý thông thường mang theo người, tập trung chủ yếu tại các cửa khẩu biên giới giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc. Thưa quý vị, nửa đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 325 vụ phạm pháp về hình sự, kinh tế, môi trường và đã tiến hành bắt giữ được 401 đối tượng, góp phần giữ gìn trật tự an ninh và an toàn giao thông. Trong đó có 44 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại, 32 vụ vận chuyển khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, 70 vụ tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, 12 vụ việc vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tăng vật gồm 5 bánh heroin, 13.393 viên ma túy, 338 mét khối cát, hơn 44 mét khối gỗ quý các loại, cùng nhiều loại thực phẩm hàng hóa không hóa đơn nguồn gốc chứng từ. Theo nhận định của lực lượng chức năng, hiện nay các thủ đoạn vi phạm trên lĩnh vực đường bộ và đường thủy có diễn biến phức tạp và tinh vi hơn. Do đó, ngoài công tác duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng 141 đã phát hiện và bắt giữ hơn 200 đối tượng. Đáng chú ý trong số này, tỷ lệ trẻ hóa đối tượng phạm tội đang ngày càng cao với những thủ đoạn tinh vi và manh động hơn. Điều đó đặt ra những thách thức trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đối tượng Trần Hồng Anh, sinh năm 1992, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên, đã bị tổ công tác I-14-141 Công an thành phố bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Đáng chú ý, thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi. Khi kẹp 3 gói ma túy trong lòng bàn tay, nếu bị phát hiện, sẽ nhanh chóng ném ra ngoài để tẩu tán. Ít ngày trước đó, tại ngã tư Võ Chí Công, Sơn La, tổ công tác I-1141 cũng phát hiện và bắt giữ Đỗ Ngọc Cường, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái với thủ đoạn tương tự. Thực tế hiện nay, sau khi công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được lực lượng 141 thực hiện gắt gao, thì các đối tượng phạm pháp liên quan đến ma túy đã có nhiều chiêu trò để đối phó. Như trước đây chúng ta có thể thu giữ được rất nhiều ma túy, nhưng mà bây giờ hiện tại thì ví dụ như đối tượng nó chỉ có khoảng một vài viên, trước đây nó chỉ trong ví. Nhưng bây giờ thì ví dụ đối tượng Lan chẳng hạn thì nó là một cái hộp quà rất là to, giấu bên trong đấy thì nó là cái ma túy. Ngoài ra bây giờ là đối tượng ma túy thì nó thuê shipper người đi chở. Có những người người ta chở, người khi anh em kiểm tra thì phát hiện ra như thế thì bảo không, cái này là người ta thuê em chở. Đấy, thì nó rất là khó. Ngày thứ hai nữa là bây giờ đối tượng nó không để cho người dán lên phương tiện. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát trong 6 tháng đầu năm, 15 tổ công tác 141 đã phát hiện 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao 201 đối tượng cho các đơn vị chức năng điều tra giải quyết. Tang vật thu giữ 174 gói nghi ma túy, một vật nghi súng tự chế cùng nhiều loại dao kiếm. Duy trì triển khai các tổ công tác 141 hóa trang đã bắt giữ được 597 phương tiện với 607 đối tượng có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹp bô, rú ga gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho công an các phường sở tại để xử lý theo quy định. Theo lực lượng chức năng, tỷ lệ trẻ hóa tội phạm đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng đa phần còn rất trẻ, thiếu nhận thức về những quy định của pháp luật, nên khi truy bắt thường gặp phải sự manh động, chống đối. Đấu tranh với tội phạm sẽ có hiểm nguy, và trong cái lực lượng nào cũng thế thôi. Nhưng ở đây thì lực lượng 141 sẽ là cái lực lượng mà đối đầu với hiểm nguy nhiều nhất. Các đối tượng có thể mang theo vũ khí, dao, kiếm, thậm chí có cả vũ khí nóng như là súng. Nhưng mà vì quyết tâm phòng chống tội phạm, nên trong nhiệm vụ chúng tôi đều phải chấn áp và phải bắt giữ đối tượng bằng được. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là làm kiềm chế tội phạm, làm giảm tình hình tội phạm. Và trong đó, khi người dân ra đường cảm thấy bình yên, người dân ra đường cảm thấy tự tin. Hiện nay khi công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống mạng xã hội, thông tin liên lạc ngày càng phổ biến, thì các loại tội phạm cũng tinh vi hơn. Chỉ vài phút sau khi tổ công tác xuất hiện tại vị trí dừng chốt là ngay lập tức đã có thông báo vị trí địa điểm trên các trang mạng xã hội. Điều này đã gây ra sự khó khăn không nhỏ cho công tác kiểm tra xử lý vi phạm và đấu tranh trấn áp tội phạm. Do đó đòi hỏi trong thời gian tới, lực lượng 141 cũng cần thay đổi linh hoạt các phương thức và vị trí địa bàn hoạt động để không bỏ lọt vi phạm. Kể từ khi có hoạt động của 141, người dân phần nào cũng cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ra đường vào ban đêm, cũng như nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật. Khi có lực lượng 141 thì chúng tôi thấy là cái đảm bảo an toàn giao thông vào buổi tối, đặc biệt là buổi tối thì rất là có hiệu quả cho người dân khi tham gia giao thông. Trước đây thì gọi là thanh niên ở khu vực này hay gọi là phóng nhanh, bốc đầu, từ hồi có tổ 141 này thì không thấy nữa. Từ nay đến hết năm, ngoài công tác duy trì phòng chống tội phạm, Công an thành phố sẽ nghiên cứu, điều chỉnh thêm phạm vi cách thức hoạt động mới của lực lượng 141 để tập trung ngăn ngừa xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, đe dọa sự an toàn của người đi đường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.